khu đô thị Ao Sào chỉ là một trong nhiều dự án bất động sản, dù đã được bàn giao cho người dân dọn về ở, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện các hạ tầng cơ bản như đường đi hay điện nước, khiến cuộc sống của người dân rất vất vả. Pháp luật có quy định về điều kiện cần và đủ để một dự án được đi vào hoạt động hay không? Nếu có, thì tại sao một số chủ đầu tư vẫn để xảy ra tình trạng như vậy ở những dự án do họ phát triển? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà, giám đốc công ty luật SMP để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho Info TV ạ. Thưa ông, thì trên thực tế hiện nay chúng ta thấy là có khá nhiều những cái khu đô thị đã đưa vào hoạt động rất là lâu rồi nhưng mà chủ đầu tư thì chưa hoàn thành cái nghĩa vụ về sổ đỏ cho người dân cũng như là thiếu đi các công trình tiện ích khác, ví dụ như là điện, nước, những cái tiện ích rất là cơ bản. Vậy thì theo ông, với những cái sự việc như thế thì là chủ đầu tư đã vi phạm những cái quy định như thế nào ạ? Điều luật gì ạ? Thứ nhất là luật quy định là trong vòng 50 ngày kể từ ngày mà chủ đầu tư bàn giao công trình nhà ở cho người mua, hoặc là từ khi mà người mua thuê nhà mà đã thanh toán đầy đủ cái nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư, thì chủ đầu tư phải có nghĩa vụ là liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thế vì vậy mà nếu mà chủ đầu tư mà vi phạm cái nghĩa vụ này thì sẽ bị xử lý theo các quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, và đặc biệt là theo cái nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó thì nếu mà khi mà chủ đầu tư mà chậm trong cái việc là bàn giao các cái công trình hỗ trợ hoặc là các cái công trình kỹ thuật thì theo quy định của luật thì cũng là vi phạm và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Theo ông thì cái mức xử phạt hành chính từ 80 đến 100 triệu đồng đối với lại những cái trường hợp mà chủ đầu tư chậm trễ trong việc xây dựng các cái tiện ích trong các cái dự án thì có phải là hơi thấp hay không ạ? Theo quan điểm của tôi thì đây là cái mức phạt còn tương đối nhỏ, bởi vì rất nhiều các cái dự án thì có quy mô tương đối rất là lớn, hàng trăm, có khi hàng nghìn tỷ đồng. Thế vì vậy mà theo quan điểm của tôi thì các cơ quan chức năng cũng cần nghiên cứu để làm sao mà sửa đổi các cái quy định này theo hướng là nâng cái mức phạt lên để mang cái tính chất là tính răn đe và yêu cầu các chủ đầu tư phải thực hiện các cái nghĩa vụ của mình khi mà ký cái hợp đồng bán các cái sản phẩm cho người dân, cũng như là các cái nghĩa vụ đã ghi trong cái giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép xây dựng. Vâng, vì thực tế là người dân hiện nay cũng ít người mà họ tham gia khởi kiện chủ đầu tư khi mà chủ đầu tư mà không hoàn thành những cái họ đã cam kết trong hợp đồng, đúng không ạ? Nay thì rất nhiều các cái chủ đầu tư đã vi phạm những nghĩa vụ của mình, nhưng mà chỉ có một số nhưng rất là nhỏ các cái hộ dân đã tập hợp lại với nhau và cử ra một cái người đại diện để làm việc với chủ đầu tư. Tuy nhiên thì việc làm việc với chủ đầu tư thì cũng rất là khó khăn ấy, và bên cạnh đó thì nếu mà muốn khởi kiện ra tòa thì thứ nhất là thời gian rất là lâu, và thứ hai là cái điều kiện để làm sao là thi hành án được thì cũng rất là khó khăn. Thế đấy là một cái thực tế hiện nay ở Việt Nam. Dạ vâng. Thưa ông, là tại sao mà pháp luật đã quy định rõ ràng như vậy nhưng mà các chủ đầu tư lại vẫn chậm trễ trong việc bàn giao sổ đỏ cũng như là thực hiện các cái công trình tiện ích khác như đã cam kết đối với lại người dân ạ, trong các dự án mà mình phát triển? Cái lý do mà tại sao chủ đầu tư chậm trễ trong cái việc là hoàn thành nốt cái nghĩa vụ của mình thì theo quan điểm của tôi nó có hai cái lý do sau đây. Thứ nhất, đó là cái chủ đầu tư khi mà tiến hành dự án thì có thể là nhiều lý do, nhưng mà lý do quan trọng nhất đó là thiếu cái nguồn lực tài chính để tiếp tục để hoàn thiện được các cái nghĩa vụ của mình, đặc biệt là các cái công trình phụ trợ hỗ trợ cho người dân. Và thứ hai là có những cái vướng mắc về tài chính đối với lại ngân hàng hoặc là đối với lại bên thứ ba ấy, và không hoàn thành được cái nghĩa vụ quyền sử dụng đất với lại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thì vì vậy mà cũng dẫn đến chậm trễ trong việc là yêu cầu cơ quan nhà nước cấp sổ đỏ cho người dân. Thứ hai, theo quan điểm của tôi là chúng ta không có một cái cơ quan chức năng, không có một cái cơ chế có thể là đủ mạnh để có thể yêu cầu cái chủ đầu tư người ta thực hiện cái nghĩa vụ của mình. Ngoài cái vấn đề là xử phạt ra thôi, nhưng mà cái mức xử phạt như tôi nêu ở trên thì cũng rất là nhỏ. Thứ hai là bây giờ là phải có cái cơ chế, ví dụ như là tiến hành là cơ quan chức năng có quyền là phong tỏa các cái tài khoản của các cái chủ đầu tư để yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện các cái nghĩa vụ đó. Tuy nhiên thì muốn làm cái việc đó thì luật phải cho phép cái cơ quan chức năng người ta được làm cái chuyện như thế thì mới có thể là thực hiện được.
Thế vì vậy mà tôi nghĩ là cái cơ quan chức năng là chủ yếu là thiếu cái cơ chế để buộc chủ đầu tư phải thực hiện cái nghĩa vụ của mình đối với lại người mua nhà. Dạ vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho Info TV ạ.